Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Chicaview và chủ đề tìm hiểu các đơn vị hành chính tại Việt Nam. Trong video clip này, chúng ta sẽ đến với huyện Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh. Huyện Gò Dầu nằm ở phía nam của tỉnh Tây Ninh. Trung tâm huyện cách thành phố Tây Ninh 36 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 63 km, phía tây cách biên giới Campuchia 12 km. Huyện Gò Dầu có diện tích 260 km² và dân số năm 2019 là 152.757 người. Về nguồn gốc tên gọi, trước thế kỷ 17, vùng đất huyện Gò Dầu ngày nay còn hoang vu, nhiều rừng rậm và thú dữ. Vào giữa thế kỷ 17, một bộ phận dân cư các tỉnh miền Trung vào Nam lập nghiệp. Họ dừng chân ở một vùng đất gò có nhiều cây dầu, cạnh sông và cỏ đông, tên gọi Gò Dầu có từ đó. Về vị trí địa lý, huyện Gò Dầu nằm ở phía nam của tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý như sau. Phía đông và phía nam giáp thị xã Trảng Bàng. Phía tây giáp với huyện Bến Cầu. Phía bắc giáp với huyện Dương Minh Châu. Tây Bắc giáp thị xã Hòa Thành và huyện Châu Thành. Về lịch sử, Gò Dầu vốn là một tổng của quận Trảng Bàng với tên gọi là Tổng Mỹ Ninh. Năm 1948, quận Gò Dầu Hạ được thành lập, sau đó giải thể rồi được lập lại. Quận lỵ đặt tại xã Thành Phước. Năm 1959, chính quyền Sài Gòn chia quận Gò Dầu Hạ thành hai quận là Hiếu Thiện và Kim Thanh. Quận Hiếu Thiện có quận lỵ tại Gò Dầu Hạ gồm 3 tổng: Mỹ Ninh, Giai Hóa, Kim Hóa và được chia thành 15 xã. Quận Kim Thanh có quận lỵ đặt tại Bào Đồn có một tổng là Thạnh Bình và được chia thành 5 xã. Về phía chính quyền cách mạng, sau hiệp định Geneva, đầu năm 1955, một phần đất phía bắc của huyện Trảng Bàng được tách ra để thành lập huyện Gò Dầu. Cuối năm 1959, tách phần đất phía tây sông Vàm Cỏ Đông của huyện Gò Dầu để thành lập huyện Bến Cầu. Năm 1960, huyện Gò Dầu lại nhập vào huyện Trảng Bàng và đến cuối năm 1961 lại tách ra. Năm 1963, tách một phần diện tích và dân số của xã Thành Phước để thành lập thị trấn Gò Dầu. Sau năm 1975,
Huyện Gò Dầu bao gồm thị trấn Gò Dầu và 7 xã là Bào Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức và Thanh Phước. Ngày 26 tháng 9 năm 1981, thành lập xã Phước Đông từ ấp Phước Đức của xã Phước Thạnh và các ấp Cây Tắc, Suối Cao của xã Thanh Phước. Huyện Gò Dầu có một thị trấn và 8 xã như hiện nay. Về hành chính, huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc bao gồm thị trấn Gò Dầu là huyện lỵ, Bào Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước. Về địa hình, huyện Gò Dầu là huyện đồng bằng với hai dạng địa hình chính. Dạng 1, dạng gò đồi đất xám có độ cao dao động từ 10 đến 30m, chiếm 65% diện tích. Dạng địa hình 2, dạng địa hình bưng bào tủng chiếm 1/3 diện tích, nằm ven sông Vàm Cỏ Đông và các con rạch đắp phù sa màu mỡ thích hợp với cây lúa. Về kinh tế, theo kết quả tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, toàn huyện Gò Dầu có 442 doanh nghiệp, 58 đơn vị hành chính sự nghiệp, 2 hiệp hội, 59 cơ sở tôn giáo và 8.299 cơ sở kinh doanh cá thể. Huyện Gò Dầu đang đẩy mạnh phát triển đô thị và phấn đấu trở thành thị xã. Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi. Chica View chúc mọi người vui vẻ. Nhớ bấm đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video clip mới nhé. Xin chào và tạm biệt.